Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi. Mình sau một thời gian ăn kiêng tập luyện thì bây giờ mình đã giảm được 1 ký rồi. Đã giảm được 1 ký rồi. Phải ăn mừng thôi, phải ăn mừng. Wow, quá trời bánh cá Mary Boy luôn. Trời ơi trời, cái bánh này ăn thì ngon hết sảy. Phải ăn mừng thôi. Ai, phải ăn thôi. Ồ, thơm quá à. Phải ăn mới được. Ai, ủa gì đây? Thẻ đặc biệt, thẻ bay đặc biệt. Ui, đã quá trời trời. Hey, đã giảm được 1 ký, được ăn mừng mà còn được thẻ đặc biệt của Mary Boy nữa. Trời, quá đỉnh, thôi phải ăn thôi. Hộp bánh nè. Bây giờ mình sẽ ăn vị rong biển siêu ngon. Trời trời, thơm, thử thôi. Tôi không muốn đâu, tại vì tôi đói bụng quá thôi chứ bộ. Với lại là tôi giảm được 1 ký rồi đó. Nani? 1 ký thôi mà ông ăn một đống bánh này luôn à? Không sợ béo hả? Giảm thấp cửa của tôi sao? Tôi giận. Thôi mà, đừng có giận tôi mà. Con này tôi tặng bà hết đống bánh này luôn nè, đừng giận tôi nữa nha. Cái gì con? Ông tặng tôi đống bánh cả này hả? Rõ ràng là tôi bị giận cảm, ông tặng tôi này là sao? Không thích thương tôi đúng không? Đâu đâu, làm gì có. Cái này nó chỉ tên là bánh cá thôi, nhưng thật ra là nó có rất là nhiều vị luôn nè. Chẳng hạn như là tôi đang ăn là vị rong biển nè, rất là ngon luôn. Ở đây còn có thêm cả vị tôm nướng nữa, và cả gọi là gà BBQ nè, rất là ngon luôn. Đến tận 3 vị luôn, sao muốn chọn cái nào cũng được hết trơn á. Bây giờ ông lấy bánh ra để hối lộ tôi hả? Không thèm. Are you serious? Ngon ghê luôn á Phạm. Chúng rong biển luôn á. Trời ơi, rong biển thì làm sao mà ngon được với vị gà BBQ được. Tôi thích nhất là ăn KFC luôn, mà bây giờ bánh này còn có thêm cả vị gà nữa. Trời, ăn nó còn ngon hơn cả KFC luôn á. Được luôn, cho tôi miếng thôi. Không, bạn cái kia của bà đây. Ủa, mình diện lâu lắm vậy đi nhá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Mày ăn ơi. Mày 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà quên nữa Sam ơi, ở trong mấy cái hộp bánh này nè, không chỉ là bánh ngon không đâu nha, mà bên trong của nó còn có những cái thẻ rất là đẹp luôn. Thẻ hả? Ủa gì đây? Trời ơi, mấy bạn ơi, Sam trúng được thẻ đặc biệt luôn nè. Trời ơi, may mắn như vậy. Trời ơi, cái thẻ này không phải dễ có đâu nha, khó có lắm luôn á. Nhưng mà mấy cái thẻ này mình có thể dùng để chơi được á. Chơi được luôn hả? Chơi sao? Thôi bây giờ nè, bà muốn chơi thử cái thẻ này không? Chơi. Bây giờ nè, đầu tiên á, mình phải có thật là nhiều thẻ thì mình mới thi đấu được. Cho nên bây giờ bọn mình phải khui hết cái đống bánh này ra để lấy thẻ. Ok rồi, khui thôi. Được một thẻ đặc biệt rồi nè. Cái gì vậy? Nè, tôi tính xin thôi, gì đâu, làm gì căng. Thôi nè, bà mở phụ tôi đi. Trời, sao cái gì cũng phải là mình làm á chị ta. Thôi ok, thôi bà ăn đi, tôi làm cho. Bây giờ á thì cái trò này chơi rất là đơn giản thôi. Để có thể thắng được cái trò thẻ này á, có hai cách để chơi. Một là chơi đặt thẻ, còn hai là chơi đấu thẻ. Bạn biết chơi đặt thẻ không? Không biết đặt hả? Trời ơi, quá đơn giản luôn, rất là dễ thôi. Bây giờ nè, mỗi người lấy ra 10 thẻ bài, sau đó bắt đầu là cầm như thế này nè, đặt một cái. Nếu như thẻ bài úp xuống thì có nghĩa là sẽ thắng, là sẽ được lấy, hiểu không? Còn thẻ bài ngửa là có nghĩa là không được lấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Okay, rồi chơi thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bà là con gái chắc không biết chơi đâu ha. Thôi tôi nhường cho bà trước á. Ông đừng có xem thường con gái chứ. Nhìn tôi nè. Rồi tôi đập nha. 2, 3. Thôi bỏ đi, tôi không chơi cái này nữa. Chuyển qua chơi đấu bài đi. Bỏ. Không chơi nữa, không chơi cái này. Không chơi đập bài nữa. Mà giờ chơi vậy ai chơi lại? Luật chơi rất đơn giản. Mỗi người chơi tuyển chọn ra 24 thẻ bài mạnh nhất trong số thẻ bài mà mình sưu tập được để tham gia. Bộ bài mạnh nhất là bộ bài cân bằng được cả 3 loại thẻ: thẻ tướng, thẻ vũ khí và thẻ phép. Mỗi người chơi sẽ có 300 điểm anh hùng. Ai hết điểm trước thì người đó sẽ thua. Hoặc ngay cả khi hai người chơi đều đã đánh hết bài, ai thấp điểm hơn thì người đó sẽ thua. Lượt đầu tiên, mỗi bên xào 24 lá bài. Tiếp theo đó là tự chia cho mình 6 lá để lên bàn. Tuy nhiên phải để ý xem mình đã có thẻ tướng hay chưa nha. Nếu không có thì phải xào lại và bị trừ vào điểm sống ngay. 18 lá bài còn lại thì úp riêng ở một bên để bóc thì đến lượt tiếp theo. 6 lá bài vừa
chọn sẽ lấy ra một thẻ tướng và tối đa hai thẻ hỗ trợ xuống sàn đấu. Tất cả những thẻ còn lại thì úp lại để cho đối phương không nhìn thấy. Mỗi người chơi sẽ chọn tấn công hay phòng thủ, sau đó cả hai lật bài cộng với thẻ hỗ trợ sẽ ra điểm số ngay. Tất nhiên ai điểm thấp hơn đó sẽ bị số điểm cao hơn trừ, số chênh lệch đó sẽ bị trừ vào điểm anh hùng. Tiếp tục như vậy cho đến khi hết điểm anh hùng hoặc hết thẻ để đúc thì sẽ phân định được thắng thua. Nhưng nên nhớ, thẻ đã dùng thì không được sử dụng lại. Ok, đầu tiên tôi sẽ kêu tướng của tôi ra trước. Hỡi, triệu hồi đại dương Dumbi. Hai, với đại dương Dumbi của tôi thì sức tấn công lên tới 235 và sức phòng thủ lên tới 200 lận. Bà không thể nào thắng được tôi đâu. Tôi không sợ ông đâu, đến lượt tôi nè. Thẻ bài xúc chiêu, tân tân, cá mập sắc cô. Với sức tấn công 220 tôi có thể tiêu diệt được ông á. Nào, sợ chưa? Ê, cái gì cơ? Bà nói gì cơ? Bà nhìn lại đi, con cá mập của bà nó chỉ có 220 sức tấn công thôi. Còn đại vương Dumbi của tôi có đến tận 235 sức tấn công lận. Bà nghĩ sao mà bà tấn công tôi được? Nghĩ sao mà tôi không biết, tôi đâu phải là ngốc đâu mà không biết. Nhưng mà tôi đã có lá bài này. Đây, cái tên gậy phù thủy. Khi tôi sở hữu lá bài này thì tôi có thể đảo ngược sức tấn công và phòng thủ không? Sợ chưa? Nani? Cái gì con? Vậy có nghĩa là đại dương Dumbi của tôi bây giờ chỉ còn có 200 sức tấn công hay sao? Có nghĩa là tôi sẽ bị mất 20 điểm. No! Xem tôi xuất chiêu đây. Cá mập sắc cộ tấn công. Trời ơi, tức quá mà. Chưa gì mà đã chết hết một con tướng rồi. Tức quá, nhưng mà không sao. Lần này ta sẽ xuất chiêu đây. Lá bài Quy Lão Toto ra trận. Với lá bài Quy Lão Toto của tôi, với sức tấn công lên tới 230 điểm, rất là mạnh luôn. Mà khoan, chưa đâu nha, tôi còn một lá bài nữa. Lá bài hỗ trợ Búa Thiên Lôi. Tôi sẽ ra lá bài hỗ trợ Búa Thiên Lôi. Với lá bài này thì Quy Lão Toto của tôi có thể tăng lên thêm 100 sức tấn công. Có nghĩa bây giờ Quy Lão Toto đã được 330 sức tấn công. Ông đã quá xem thường con gái đó. Xem tôi đây, chiêu hồi cá heo đô bi với sức tấn công 275. Còn nữa nè, ông nghĩ một mình ông có búa thiên lôi sao? Đây, búa thiên lôi cộng 100 sức mạnh. Ghê chưa? Chà, bây giờ tôi đã có cá heo đô bi với sức mạnh là 275 cộng với búa thiên lôi là 100 sức mạnh. Có nghĩa là tôi đã tổng sức mạnh là được 375. Có nghĩa là tôi có thể tấn công được Phong ơi. Tấn công. Tức quá mà. Tôi không chịu thua đâu. Chơi tiếp. One eternity later. Thua hết rồi Cam ơi. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Trời đất ơi, chủ nhiều lá bài đặc biệt quá trời đất ơi. Nhiều quá à. Hình như phần này cũng là của mình đúng không ta? Hình như là vậy. Thôi, về nha, bữa nào chơi tiếp nha Phong. Trời đất ơi, chống nhiều rồi. Bye bye nha. Ok các bạn ơi, thì coi như là bọn mình đã thi đấu thẻ xong rồi đó. Thì nói chung là mình thua rồi các bạn ơi. Mà thôi không sao cả. Mấy bạn ơi, mấy bạn đừng quên là hãy cùng với Phong Cận và Sammy hãy cùng nhau mua thật nhiều bánh Marine Boy để có thể cùng nhau gọi là săn thẻ bài cùng với Phong Cận và Sammy nha. Và quên nữa, Marine Boy chúng ta còn có cả một cái bộ phim hoạt hình rất là hay ở trên kênh Orion World. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và bình luận cho các bạn nha. Và phim hoạt hình này sẽ được chiếu vào lúc 8 giờ ngày thứ bảy và 2 tuần một lần nha các bạn nha. Các bạn đừng quên hãy lên kênh này để xem nha. Ngoài ra nữa là trong hộp bánh này còn có thêm những cái mẫu chuyện rất là hay luôn. Các bạn cũng đừng quên hãy xem những cái mẫu chuyện ở trên đây nha. Rồi ok. Sam thắng rồi đó, thì nói chung là thôi nè, tôi tặng lại cho Sam thẻ bài của tôi. Của tôi. Bánh của tôi nè. À khoan, bây giờ bà cầm nhiều quá, bà bỏ đây luôn đi, nhanh lên. Rồi đó. Đó, vậy đi cho nó gọn, thấy không? Rồi ok nè, bây giờ tôi sẽ trao thưởng hộp quà cho Sam nha các bạn. Ui, có con voi bay kìa. Nani?